Rồi cô. Hello, how are you Yes. Yes, cái gì? Cái gì ạ? Có không nghe rõ. Are you today? Are you today? Yeah, Ok. làm bài Ok. chưa? Ok, làm bài nha. Trước tiên học từ vựng đã. Ở trong câu này, various Various có nghĩa là gì? giá trị à? Không, value là giá trị chứ. Đây Various là đa dạng phong phú. Tiếp tục ancient, đọc đi đã. ancient Balcony, của balcony là ban công đọc lại. Various, à? Various ancient, ancient. ancient Tề cuối, ancient. ancient Balcony. balcony Đọc đáp án. một one a two a three c four b five six d Xích gì cơ? six b Tại Seven này eight. it Yep. c Yep. c Eleven này Đúng rồi, 12. b À, 13. b Tiếp tục. 14. Tiger Ok, 15. August Sao? 16. 1765 16. 1765 Ok. kitchen fishing Nineteen. with tennis Sao còn sweet là còn candy nữa? nó gặp cả ba ấy. Nếu mà viết là sweet candy là sai nhá. Bởi vì là sweet candy là nghe được cả hai cái đi. Vợ không hiểu rồi. Twenty B, 22 B, 23 B, 25, 25 A, 25 chữ nha. vâng. Now turn to part 4. Câu 22 này. Catherine thinks visiting museum was a good experience for Marcus. Catherine nghĩ rằng là thăm viện bảo tàng là một cái trải nghiệm khá là tốt đối với Marcus. And other things during the week. But at the weekend, I often go out with my family. On Sunday, we went to the Science Museum. Oh, it was great. I wouldn't want to miss doing things like that just because I've got homework. Actually, you're quite lucky. I never do anything like that. Went to the Science Museum. Oh, it was great. Yeah, I went to the Science Museum. I think it was great. It was great. Nó rất là tuyệt I đấy. wouldn't want to miss doing things like that just because I've got homework. Muốn bỏ lỡ một cái trải nghiệm như thế chỉ bởi vì là tôi phải làm bài tập về Actually, nhà. you're quite lucky. Be quite lucky. Khá là may mắn cho bạn đấy. Never do anything like that. Never like that. Tôi chưa từng được trải nghiệm một điều gì đó như thế. Homework isn't everything. I'm sure.
isn't everything. Bài tập về nhà không phải tất cả mọi thứ Well, you đâu. learn just as much there. Yes, but I don't suppose the teachers will be interested. Like that. Homework isn't everything. I'm sure you learned just as much there. Yeah. I'm sure. I think you learned much there. Tôi nghĩ là bạn đã học được nhiều thứ ở đó đấy. Được chưa? Vậy thì câu số 22, Catherine nghĩ rằng là thăm viện bảo tàng một cái trải nghiệm rất là tốt với Marcus. Câu này phải là đúng chứ? Vâng. Đây, tiếp tục câu số 2. After talking to Catherine, Marcus feels more confident about his homework. Sau khi nói chuyện với Catherine thì Margaret cảm thấy tự tin hơn về việc làm bài tập về cái bài tập về nhà của anh ta. Nghe nhá. We'll tell her you're finding it difficult, and so I'm going to try and help you understand it. I'm sure she won't mind that. All right then. Thank you. Perhaps I'll feel better about maths if you help me. Yeah, but I feel better if you have me. Có lẽ tôi sẽ cảm thấy ổn hơn đấy khi mà bạn giúp tôi làm bài tập về nhà môn toán. At the moment, I still don't know where to begin. At the moment, I still don't know where to begin. Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn không biết là nên bắt đầu ở Don't đâu. worry. We'll get there. Được chưa? Thế vậy thì bước học I feel better đấy. Bước học I feel better nghĩa là tôi cảm thấy tốt hơn. Nhưng mà hiện tại tôi không biết là tôi nên bắt đầu ở đâu. Nghĩa là bạn này vẫn rất là lo lắng. Bạn này vẫn không tự tin đâu. Được chưa? Được chưa? Ở cái câu là I don't know where to begin. Tôi không biết là phải bắt đầu từ đâu. Vậy bạn câu này nghe câu này không thể nào là tự tin được. Vậy câu này phải là sai nhá. Okay. Này, mình sẽ làm phần đọc hiểu nhá. Ra vào lại luôn nhá. Ra vào lại luôn nhá. Để mình học một mạch thôi.